Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh One Golf Center. Và Nhất muốn các bạn đoán coi Nhất vừa làm những gì. Và những gì Nhất làm thì Nhất thấy rất nhiều người trên sân tập họ làm giống vậy. Thì cái việc Nhất vừa làm là Nhất đánh bóng liên tục. Và Nhất đánh bóng này tiếp theo bóng kia. Cứ đánh. Và thật ra là Nhất đánh rất là gấp và Nhất không có nhìn về cái hướng mục tiêu mà Nhất muốn đánh. Thì Nhất biết là cái việc tập golf thì là sẽ tạo cho các bạn một cái động tác tốt hơn, một cái cú swing tốt hơn và cái impact tốt hơn. Nhưng ở ngoài sân golf thì chúng ta còn phải đánh về hướng mục tiêu nữa. Thì cái lời khuyên của Nhất ngày hôm nay là các bạn hãy đánh chậm lại. Và sau những cú đánh thì chúng ta nên bước ra khỏi vị trí setup và có thể là đứng về phía đằng sau che bóng để các bạn nhắm lại cái mục tiêu của các bạn và tập luôn cái cách setup của các bạn. Và Nhất luôn khuyên mọi người là nên nhìn mục tiêu từ 2 đến 3 lần trước khi các bạn thực hiện cái cú swing của mình. Thì golf là cái môn thể thao duy nhất mà golfer không có được nhìn mục tiêu lúc thực hiện cú đánh. Nên trước khi người golfer đánh thì nên nhìn mục tiêu để cho cái sự tập trung của mình tốt hơn và biết được là cái hướng đánh ở đâu. Và một việc nữa là cái sân tập rất là rộng thì các bạn phải chọn một cái mục tiêu nhất định để các bạn biết là ok, mình đang hụt bên phải nhiều hay bên trái hay nhiều, và cái khoảng cách hụt cái mục tiêu mình có lớn hay không để có thể là tìm một cái tip phù hợp để sửa được cái cú hụt đó của các bạn. Và nếu các bạn muốn tạo cái tình huống giống như là ngoài sân thì Nhất khuyên là cứ sau 2-3 chai bóng thì các bạn nên đổi một cái mục tiêu khác để tạo cho mình một cái cảm giác là mình phải set up tới một cái hướng khác. Thì cũng giống như ở ngoài sân thì chúng ta không bao giờ có được cú đánh này giống với mục tiêu của cú đánh sau. Thì là sẽ giúp cho các bạn về cái việc setup ở ngoài sân rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn. Và nếu các bạn muốn theo dõi thêm nhiều tip của Nhất thì hãy bấm subscribe vào trang One Golf Center. Hẹn các bạn trong tip lần sau.